Trong bất kỳ nhóm nhạc nào, vai trò của leader luôn đi kèm với nhiều trách nhiệm và thách thức. Đối với Cabrina, leader của aespa, việc dẫn dắt nhóm không chỉ là hướng dẫn, mà còn phải đối mặt với những tình huống dở khóc dở cười cùng các thành viên. Từ những lần các cô gái trêu chọc đến những khoảnh khắc tinh nghịch, đã không ít lần Cabrina rơi vào tình cảnh bất lực trước sự đáng yêu và lầy lội của đồng đội mình. Hãy cùng NHT K-pop điểm qua những khoảnh khắc hài hước đấy nha! 1. Winter. Trong một buổi biểu diễn cùng nhóm, khi đang trình diễn phần live của mình, Cabrina bỗng đưa mic cho Winter, nhưng cô nàng lại hét vào mic một cách khó hiểu. Cabrina đã có phản ứng khiến fan vừa bật cười vừa khó hiểu. Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối của cô nàng leader cho thấy cô hoàn toàn không lường trước được tình huống này. Thay vì tỏ ra nghiêm túc, Cabrina chỉ biết cười gượng và quay sang nhìn Winter với ánh mắt bất lực. Hay sự bất lực của leader đối với Winter là trong một phiên live, Cabrina cũng bị sốc khi cô nàng mùa đông không biết đến sự tồn tại của kem tẩy trang. Dù không thấy mặt, nhưng qua giọng nói, người hâm mộ vẫn có thể nhận ra được sự bất ngờ và có chút bất lực vì sự ngây thơ của Winter. Phản ứng của Cabrina đã nhanh chóng trở thành khoảnh khắc đáng nhớ, khiến người hâm mộ không ngừng nhắc đến. 2. Ninh. Chị cả của nhóm cũng không ít lần rơi vào tình cảnh bất lực khi bị Ninh liên tục chọc ghẹo trong các buổi phỏng vấn và chương trình thực tế. Với tính cách vui nhộn, em Út luôn tìm cách trêu chọc leader của mình. Ngay cả những lúc chờ trình diễn, cô nàng cũng tìm đủ mọi cách để chọc ghẹo Cabrina. Dường như đã quá quen thuộc với tình cảnh này nên cô chị chỉ biết cười gượng hay không phản ứng gì. Ánh mắt chịu thua của Cabrina mỗi khi bị Ninh chọc ghẹo đã cho thấy tình cảm thân thiết của hai nữ idol. Hay trong một tình huống khác, trên sóng truyền hình, cô em Út tiết lộ, bề ngoài nhìn leader là kiểu người kiêu ngạo, lạnh lùng thế, nhưng khi nói chuyện, Cabrina giống như một ông chú vậy. Pha bẻ lái cực gắt của Ninh khiến chị cả chỉ biết cười bất lực với đứa em này. 3. Giselle. Không chỉ riêng hai thành viên nhỏ tuổi của nhóm mà đến cô bạn thân Giselle cũng không ít lần khiến Cabrina bất lực như thế này đây. Dường như trêu chọc Cabrina là thói quen thường ngày của cô nàng Giselle. Ngay cả trên sân khấu, cô nàng luôn tìm cách chọc ghẹo leader của nhóm bằng cách đụng chạm hay bày ra những biểu cảm khó đỡ. Dù cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng Cabrina không thể giấu nổi nụ cười và ánh mắt chịu thua khi Giselle bày ra những trò vui nhộn. Mỗi lần bị trêu chọc, Cabrina chỉ biết lắc đầu cười khẽ. Đôi khi nữ idol cũng trêu đùa lại cô bạn thân như một cách hưởng ứng cho thấy sự gắn bó và hiểu nhau giữa hai người bạn thân. Những khoảnh khắc này không chỉ làm cho người hâm mộ bật cười, mà còn thể hiện tình bạn đầy ấm áp giữa Cabrina và Giselle. Những khoảnh khắc bất lực của Cabrina với các thành viên trong nhóm không chỉ mang lại tiếng cười cho người hâm mộ, mà còn thể hiện sự gắn kết, thân thiết giữa các cô gái aespa. Dù đôi khi bị trêu chọc đến mức không biết phải làm gì, Cabrina vẫn luôn giữ được tình yêu thương và sự kiên nhẫn, thể hiện vai trò của một leader đúng mực. Chính những khoảnh khắc này đã giúp khán giả thấy được một aespa không chỉ tài năng, mà còn đáng yêu, dễ gần và luôn là một gia đình nhỏ ấm áp giữa làng nhạc K-pop. Nếu bạn yêu thích và muốn tìm hiểu những khoảnh khắc thú vị của idol K-pop, đừng quên subscribe kênh NHT K-pop để cập nhật những video mới nhất từ chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Bye bye!